Hướng dẫn đến giác ngộ trong cuộc sống có thể được hiểu là việc áp dụng các nguyên lý và thực hành từ các triết lý phương Đông và phương Tây vào cuộc sống hàng ngày nhằm đạt được sự tỉnh thức và hạnh phúc tối cao. Dưới đây là một số nguyên tắc và thực hành có thể giúp bạn tiến tới giác ngộ trong cuộc sống. Thiền định và tập trung, dành thời gian hàng ngày để thiền định và tập trung vào hơi thở, cảm xúc và suy nghĩ. Thiền định giúp làm sạch tâm trí, giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho sự tỉnh thức. Tự nhận thức Hãy tự nhận thức về cảm xúc, suy nghĩ và hành vi của bạn mà không đánh giá hoặc phán xét. Sự nhận thức giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân và những ảnh hưởng của chúng đối với cuộc sống của bạn. Tinh tấn và lòng nhân từ, hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa và tinh tấn bằng cách thực hiện các hành động nhân từ và tôn trọng đối với mọi người xung quanh bạn. Học hỏi và phát triển, luôn luôn mở lòng và sẵn lòng học hỏi từ mọi trải nghiệm, cả những trải nghiệm tích cực và tiêu cực. Sự phát triển liên tục giúp bạn tiến bộ và tiếp tục trên con đường tới giác ngộ. Giảm bớt và sơ tán, tìm cách giảm bớt sự phân tâm và sự phức tạp trong cuộc sống bằng cách tập trung vào những điều quan trọng và ý nghĩa nhất. Điều này giúp tăng cường sự tập trung và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Lựa chọn và từ bỏ, hãy hiểu rõ về những giá trị và mục tiêu thực sự quan trọng với bạn và dũng cảm lựa chọn con đường phù hợp, đồng thời từ bỏ những thứ không cần thiết và không có ý nghĩa. Tận hưởng hiện tại Sống trong hiện tại và tận hưởng mọi khoảnh khắc, bởi vì hạnh phúc chính là ở đây và bây giờ. Nhớ rằng con đường đến giác ngộ không phải là một hành trình dễ dàng và đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng kiên trì và thực hành liên tục.